Anh em chào mừng em đã quay trở lại với kênh Thành Tâm Auto. Hôm nay bên mình lại tiếp tục cho ra mắt cái dòng xe Fuso FI170, xe nâng đầu chở máy, tải trọng của xe là 7,6 tấn nguyên tải chưa tính 10%, sàn kích thước là 5m64, rộng là 2m25. Đây một chiếc xe đời 2021, form mới nhất của bên Trường Hải nhé, xe Nhật Bản nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ đi quay chi tiết phần xe chuyên dụng cho các bạn xem. Đây chân nâng thì bên mình làm chân nâng tùy lực nha, hộp 16x16. Bên này là bộ điều khiển hai tay chia, một tay chia là điều khiển chân nâng xuống, một tay chia là điều khiển cái thang lên xuống của máy nhé. Đây tất cả được đóng bằng đố, mình hộp hết, lắp hết hộp. Theo xe thì có một trang bị một cái tời 7 tấn, nhưng mà bên mình chưa lắp nên bây giờ mới chuẩn bị lắp lên nha các bạn nhé. Vừa đóng xong mình quay luôn cho các bạn xem. Đây sàn xe được sử dụng là tôn nhám dày 5 ly, vành bàn là xê dọc. Đây hệ thống đà bên dưới, đây nào hộp 100x100 các bạn nhé. Chassis rất dày, nguyên bản theo xe đây, đối cứng. Xe thì sử dụng lốp 825/16 nhé. Đây hệ thống sàn gầm được đóng rất chắc chắn. Xe thì được sử dụng là cái thang lên xuống bằng thủy lực các bạn nhé. Đây, tất cả bằng thủy lực luôn. Đây được kèm bằng cái pin thủy lực các bạn nhé. Đây, bên trong gầm. Trên sàn thì được bố trí những cái gân tăng cứng này. Mình xin lỗi, đây là gây gân để cho máy bò lên tạo ma sát và cũng để sức máy trong quá trình di chuyển. Đây, tiếp theo đây là cái phần thùng dầu thủy lực các bạn nhé, để điều khiển cái chân nâng lên xuống này. Đây dầu thủy lực đây, bắt theo tiêu. Đây cabin xe rất là đẹp, xe mới 2021 của bên Thaco luôn các bạn nhé. Đây cabin. Nói chung là về cái thiết kế cabin của người Nhật thì người ta làm khá là đơn giản các bạn ạ. Chủ yếu về cái công năng sử dụng thôi, chứ còn người ta cũng không chú trọng quá nhiều về cái phần nội thất. Ghế theo xe thì vẫn là ghế nỉ các bạn nhé, cũng rất cao cấp. Đây cụm đèn sau bên mình chưa bắt này. Phanh thì sử dụng là phanh hơi lốc kê. Đây chỉnh điện cái xe này thì nó lại bố trí ở chỗ này, rất là hay, rất là thuận tay khi đi lái. Đây xe thì trang bị là 6 số tiến 1 số lùi. Đây Fuso. Bác nào mà đang có nhu cầu mua cái xe nâng đầu chở máy ấy, tầm tải trọng phân khúc này để chở máy 75, còn cái sức xe này cõng thì có thể lên ăn máy 100-120 các bạn nhé. Đấy bác nào đang có nhu cầu mua cái dòng xe này thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Thành Tâm Auto 0911 696 444, hoặc các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới, mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Thành Tâm Auto để cập nhật cái sản phẩm mới nhất bên mình nhé. Xin chào các bạn.